được chưa? Thì giờ còn về cái kỹ thuật bơi trong cú đuối hay là một số cái thao tác, thì những kỹ thuật này thì chúng ta cần phải có kỹ năng và cần có thời gian. Tuy nhiên ở đây hôm nay thầy muốn trang bị thêm cho các bạn về một cái trường hợp thường xuyên xảy ra trong cú đuối. Đó là gì các bạn? Cú đuối trực tiếp á, thường xuyên xảy ra là gì ạ? À? Các bạn ơi tập trung giùm thầy xíu nha. Như nãy giờ mình cũng đã phân tích trường hợp mà nhiều xảy ra và dẫn đến là đuối nước hàng loạt, và thậm chí là những người biết bơi vẫn bị đuối nước, đó là bị đeo bám. Bây giờ các bạn, khi chúng ta xuống nước chúng ta cứu đuối bạn mình mà bạn mình đeo bám thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta làm gì ạ? À? Bây giờ là không thể nào, bị ôm chặt rồi và không đánh được. À, nhờ thầy Tâm đi ạ. À. Thầy Tâm sẽ lên thị phạm luôn. Rồi bây giờ thầy, thứ nhất là kỹ năng nha, giờ thầy thực hiện luôn. Bây giờ thầy thấy bạn thầy là thầy Tâm ở phía dưới luôn, thầy Tâm. Ở dưới luôn. Thầy Tâm đang bị ở dưới sông, đang bị đuối. Bây giờ thầy nóng lòng. Thầy xuống thầy cứu đuối. Rồi thầy xuống. Phải không? Thầy vô tình bị thầy Tâm ôm chặt. Được chưa? Đeo bám ôm chặt. Thứ nhất bị ôm chặt, mình không tự giải ra được. Thì trong lúc này mình làm gì ạ? À? Có những phương pháp nào ạ? À? Thứ nhất, cách thứ nhất, bẻ xương người bị đuối. Lựa cái ngón út là cái ngón yếu nhất của bàn tay, bẻ mạnh, động tác dứt khoát, bẻ xương ngược tay. Thì người bị đuối là sao ạ? Bị đau, khi gãy xương sẽ bị đau, buông ra. Và lúc này chúng ta sẽ dùng hai cánh tay mình nâng cao lên qua đầu, được chưa? Giữ tay bị bẻ, vẫn bẻ tay, được chưa? Sau đó mình sẽ gòn ra phía sau người bị đuối, được chưa? Rồi sau đó mình sẽ dìu người đuối vào bờ, được chưa? Đây là một kỹ năng cơ bản nhất mà chúng ta thường sử dụng. Đó là gì? Bẻ xương. Trường hợp thứ hai, bị ôm từ phía sau mà ôm chặt hai tay. Ôm chặt hai tay luôn, được chưa? Ôm chặt hai tay. Trong trường hợp này chúng ta cần gì ạ? Thứ nhất, các bạn phải ngôi lên mặt nước được, lấy hơi thật sâu, được chưa? Hít hơi thật sâu vào, sau đó lặn sâu xuống và dùng lực của hai tay mở rộng cơ thể ta nhiều nhất có thể, mở rộng cái tay ta nhiều nhất có thể. Đồng thời lúc này chúng ta sẽ lặn sâu xuống và có xu hướng ta đẩy người bị đuối lên, nắm tay đẩy người đuối lên, chúng ta lặn xuống thì lúc này người bị đuối sẽ buông tay chúng ta ra. Lặn sâu xuống sau đó chúng ta tiếp cận để cứu lại. Đó là trường hợp thứ hai là bị đeo bám, được chưa? Rồi trường hợp thứ ba là bị nắm chân rồi, được chưa? Lúc này là bị nắm chân, mình đang giải cứu được trường hợp thứ nhất rồi mà bị rơi chân, nắm chân rồi thì lúc này mình làm gì ạ? Mình đang dưới nước mà, dùng chân còn lại đạp thật mạnh vào ngực của người bị đuối, được chưa? Thôi cái này thầy không thực hiện được việc thầy Tâm. Thấy à? Dùng chân đạp thật mạnh vào đó luôn người bị đuối để làm gì? Trước hết là mình giải phóng được cái đeo bám. Nên các bạn lưu ý, mọi kỹ thuật cứu đuối, mọi vấn đề cứu đuối thành công hay không, chúng ta cần tránh việc người bị đuối đeo bám với bất cứ lúc nào, được chưa? Rồi thì còn rất là nhiều cái tư thế nữa, tùy vào cái điều kiện thực tế cái người bị đuối họ đeo bám chúng ta, thấy chưa? Thì chúng ta xử lý tình huống nó phù hợp. Và những cái tình huống mà thường các bạn thấy nhất là hai cái tình huống vừa rồi, ba tình huống thầy vừa đặt ra vừa rồi, đó là gì ạ? Ôm chặt hai tay, nắm chặt từ phía sau, phải không? Nếu nắm chặt thì mình phải bẻ xương, tìm cái xương đốt xương nào yếu nhất của bạn mình đó, bẻ xương đó, bị bẻ xương đau thì nó sẽ buông ra và sau đó mình sẽ khả năng cứu đuối. Cái thứ hai là bị đeo bám ôm cả hai tay thì làm sao để mình thoát ra được cái vòng này. Và cái thứ ba, khi bị đeo bám chân thì chúng ta cứ mạnh dạn
đạp thật mạnh vào đối phương để cho cái đối phương bị đau. Người đối bị đau thì họ sẽ buông mình ra, thì lúc này khả năng cứu đối chúng ta mới thành công. Rồi, cảm ơn thầy Tâm với cái pha hỗ trợ vừa rồi. Tiếp theo, bây giờ thầy đã xuống nước cứu đuối rồi, thầy vớt thầy Tâm lên được trên bờ rồi, thầy Tâm đang bị nợ oxy, thấy chưa? Còn nhịp tim mà thiếu nhịp thở, thế trong trường hợp này mình làm gì ạ? Đưa nạn nhân lên bờ và đồng thời gì ạ? Ép lồng ngực, thổi ngạt. Ép lồng ngực và thổi ngạt. Thì kỹ thuật ép lồng ngực và thổi ngạt này các bạn sẽ được trang bị trong buổi hướng dẫn về y tế học đường. Các bạn sẽ hỗ trợ. Và đặc biệt là các bạn học cái môn giáo dục quốc phòng sẽ được thầy Tấn và thầy Nguyên trang bị về kiến thức thổi ngạt, ép lồng ngực. Tuy nhiên ở đây thì không có thời gian để thực hiện vấn đề này, thì các bạn thầy chỉ giới thiệu thôi. Là gì? Khi chúng ta cứu người bị nạn nhân bị đuối nước từ ở dưới nước lên bờ được rồi, khả năng là chúng ta đã thành công chưa? Chưa thành công. Mà chúng ta còn phải giúp người bị ngạt khai thông được đường thở, được chưa? Có nhịp tim, có nhịp thở trở lại, rồi sau đó chúng ta mới đưa đến cơ sở y tế. Thấy chưa? Thì đây là một trong những cái cách để chúng ta thực hiện được cứu đuối cho người bị đuối nước. Và cũng có nhiều trường hợp các bạn, do chúng ta thiếu kiến thức về cái phòng tránh đuối nước dẫn đến là nhiều trường hợp mình cứu được bạn mình lên bờ rồi, nhưng mà bạn vẫn ra đi không bao giờ trở lại. Thầy nhớ một cái trường hợp cách đây khoảng 7-8 năm gì đó, một em học sinh trường chuyên lên hồ bơi bông sen phát hiện bị ngạt, bị đuối nước, tiến hành cứu bạn lên trên bờ sông, thực hiện ép lồng ngực thổi ngạt, có nhịp tim, có nhịp thở trở lại, điện taxi đưa bạn lên taxi, từ bông sen lên tới bệnh viện, bạn bị ngợp lại lần thứ hai và bạn ra đi bệnh viện. Do chúng ta không biết cách. Tại vì cái người mà mới bị ngạt có là nhịp thở, nhịp tim, lại là nhịp thở và nhịp tim họ rất là yếu. Do đó các bạn cần giữ tư thế cho nó đúng. Trong trường hợp này là các bạn mình không biết, để cho bạn mình nằm ga xe thì đi lên đến bệnh viện thì bạn bị ngợp lại lần hai. Và cái thời gian ngợp lại như thế lần hai thì khả năng cứu đuối gần như là con số 0. Nên các bạn lưu ý, gần như là con số 0. Do đó thời gian vàng để cứu người bị đuối nước là từ 0 cho đến 5 phút. Cho nên là chúng ta nhanh chóng khi đưa được nạn nhân lên bờ là phải thực hiện khai thông đường thở, ép nhịp tim, thổi ngạt để giúp người bị nạn có được nhịp tim, nhịp thở trở lại. Trong 5 phút, đó là thời gian vàng để chúng ta cứu đuối. Sau 5 đến 10 phút thì chúng ta còn lại 75%. Và sau thời gian đó, sau khi hết thời gian vàng là trong 5 phút, thì khả năng các neuron thần kinh bị chết gần như 50%. Nè các bạn, đây là những con số thống kê của khoa học chứ không phải là thầy thích nói. Thấy chưa? Mình mặc dù mình cứu được người bị đuối đó, nhưng mà qua cái thời gian này rồi thì khả năng phục hồi của thần kinh là hầu như là không tuyệt đối được. Do đó các bạn nên lưu ý ha. Rồi, cái vấn đề thầy muốn trao đổi với các bạn, một cái vấn đề cuối cùng, do thời gian cũng khá là muộn rồi, thầy muốn trao đổi với các bạn thêm một cái vấn đề này nữa, rồi sau đó chúng ta sẽ nghỉ. Cái vấn đề này thường xuyên xảy ra dẫn đến cho trẻ bị đuối gì nước, tức là trẻ em trong nhóm đối tượng số 1 hồi nãy chúng ta phân tích đó. Tại sao là các trẻ em lại có đuối nước cao? Tại sao ạ? Nhóm đối tượng này bị đuối nước cao lý do là sự lơ là của người lớn.
dành cho trẻ, sự lơ là của người lớn dành cho trẻ. Trong đó dám nhận định thẳng thắn rằng các bạn học sinh đang ngồi đây là các bạn thường được cha mẹ mình tin tưởng, phải không ạ? Như có công việc gì đó tin tưởng giao em mình, giao cháu mình để cho mình giữ, rồi mình thì nhận đó nhưng mà không thực hiện nhiệm vụ, rồi mình làm gì ạ? Làm gì? Hồi sáng thầy có nói đó, 4.0, TikTok, Facebook, Zalo, em mình, cháu mình muốn làm gì đó kệ nó, khi nhớ chợt đến nó thì sao? Quá muộn rồi, đúng không ạ? Quá muộn rồi. Và các bạn đừng nghĩ rằng đuối nước là khi nào té xuống sông mới bị đuối. Đây cũng là một cái sai lầm, các bạn cần phân biệt rõ. Chỉ cần có một cái thùng nước nhỏ mình để trong nhà vệ sinh của mình thôi, vẫn có thể dẫn đến cho trẻ em bị đuối nước. Rồi gì nữa ạ? Ở như quê mình, các bạn mình ở đây nhiều nhà có các cái lu, có các cái kiệu, phải chưa? Trẻ em thì cái kiệu nó không có, như các cái lu nhỏ nhỏ đó, gia đình mình sử dụng xong không có đậy nắp lại, trẻ em thì nghịch, nó cắm đầu vào trong đó. Cho nên qua cái thông điệp này, thầy muốn nhắc các bạn mình, khi nhận lời của người lớn trông trẻ thì các bạn phải có trách nhiệm, phải có ý thức bảo vệ trẻ để chung tay hạn chế tối đa cái vấn đề đuối nước của trẻ em. Và theo cái thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới thì Việt Nam chúng ta là đứng thứ 3 toàn thế giới về đuối nước, trẻ đuối nước, đúng không ạ? Đứng thứ 3. Và các bạn cũng nghe nhiều cái vụ việc thương tâm xảy ra, đặc biệt là vào mùa hè, nhất là các bạn học sinh cấp trung học cơ sở rủ nhau.